Hello, Con có thể nói to lên chút không nhỉ? Cô nghe con hơi nhỏ ấy. rồi cô nghe được chưa cô? Yes. Already Ok. pretty good. Okay, so have you done with the homework? Homework là gì? I'm sorry. Bài tập là gì cô? Con quên luôn rồi. Bài tập về family member ấy, con nhớ không? À, family member. Ok, cả ta. Nói về thành viên trong gia đình. Đúng rồi. Con chụp rồi mà đúng không? Sao mà trâu đi đâu nên con không nhớ. Ok, thế thì sau hôm nay, sau buổi học hôm nay con sẽ gửi cho cô nhá. Ok. Okay, today we're gonna learn a reading lesson. Con có nhìn thấy màn hình của cô không? Do you see my screen? Yes. Great. Okay, now. Let's move to the first part. Today's topic would be suspend. Do you know what is suspend? No, I don't know. Suspend có nghĩa là hồi hộp, giật gân. Ok, chúng ta sẽ đọc một câu chuyện. Today we're gonna read about a story. Firstly, we're gonna go through a vocabulary list. Ok, can you read them out loud? Con chưa nhìn thấy cô. Để con chờ nhé. Mạng hơi kém thôi. Con nhìn thấy chưa? Dạ chưa cô. À ok. Ok. Chào. Down poor. Down poor. Tease. Con nhớ âm đuôi nhá. Âm đuôi tease. Tease. Haunted. 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 Rồi. Haunted. Shine. Flicker. Flicker. Very good. Từ này không biết đọc. Moan. 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 Slipper. Slippers. Slippers. Very good. Now, can you read them out loud once again? Okay. Downpour. Tease. Haunted. Shine. Haunted. The Shine. Flicker. Moon. Đúng không ạ? Đúng rồi. Moon. Slipper. Very good. Is there any new word to you? I think moan. Moan. And tease. Tease. And downpour. Downpour. Very good. Downpour là mưa lớn. Thế còn mưa nhỏ, con có biết là gì không nhỉ? Dạ không con. Mưa nhỏ là drizzle. 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 Rồi, mình sẽ học sau nhé. Từ tease là trêu chọc. Người trêu chọc sẽ là teaser. Ok, thì nào nữa nhỉ? Moan. Moan là động từ kêu van. Còn tiếng kêu sẽ là moaning. Thêm chữ ing, thêm đuôi ing vào sẽ thành moaning.
tiếng kêu van. Ok, vậy là con đã hình dung ra được bài đọc ngày hôm nay sẽ về về câu chuyện như thế nào rồi đúng không? Một câu chuyện khá khá là kinh dị đúng không? Ok, are you ready? À, mình cùng đọc bài nhé. Oh, còn một từ nữa. Từ này là từ này không mới đúng không? Con đọc cho cô từ. Con đọc cho cô từ này nào. À, Khánh Chi ơi, cô không nghe thấy con rồi. Khánh Chi ơi. Cô không nghe thấy con rồi. Mình thử chat vậy nha. Ok, Chi ơi, con nghe được cô không? Có, con. Ok. Rồi, từ cuối cùng là lantern. Lantern. Là cái đèn lồng, đúng không? Từ này có mới với con không? Dạ không, con. Very good. Nào, chúng ta sẽ cùng đọc bài nhé. There's another one. Nào, từ cuối cùng là first. Burst. Cười phá lên, từ này con cũng biết đúng không? Dạ. Ok, nào chúng ta cùng đọc bài. A haunted house. Tựa đề của bài là A haunted house có nghĩa là what does it mean? A haunted house. Do you remember haunted? Ngôi nhà ma. Đúng không? Very good. Ngôi nhà bị thế nào? Ngôi nhà ma. Ma ám đúng không? Yeah. A haunted house. Okay, very good. Now you can read the passage and then translate it. Okay. Sao dài dài quá. Okay. The rain was pounding on the roof as I tried to sleep. It sounded like a downpour. We had just moved into our new house. It wasn't really new, but it seemed near to us. Our old house was too small since Mom had the baby. So we had bought to a new house right up the street. Our address has a trend from 123. Có biết đọc từ này cô? Sycamore. Sycamore to 137 Sycamore. The problem was that all the neighbors say the new house was haunted. All my friends teased me when they found out we were moving. I just let landlords know in one ear and out the other. Suddenly, I sat straight up in bed. Something was moving outside my window. Lying back down, my mind started to imagine
imagine things. Shadows move across my wall, lying flat outside the window. Suddenly, a light shone. Quá khứ của shone on my window and my night light. Flickered and went out several minutes later. A moaning sound came from outside my door. I jumped out of my bed, put my feet into my warm, cozy slippers, and grabbed my baseball bat. Whatever it was not going to frighten me again. I reached for the door handle and started to open it. Có mấy âm định yelled. My big brother tên từ này nhỉ cô? Alfred. He was standing in the hall with a long stick with a lantern on the end. He was wearing dark glasses and a long black rain jacket. "Did I scare you?" he asked. I stood up to my full height. Full height. No, of course not. I was just going to the kitchen to get a glass of water. Cái gì nhỉ? Không muốn quên từ này. Water. Đúng rồi. Water. My boss burst into fits of laughter and rolled on the carpet in the hallway of our new house. Okay. Now, let's translate it. Mưa đang đập howling lên rơi trên mái nhà. Đúng rồi. Khi tôi cố gắng ngủ. Nó giống như một trận mưa lớn. Trận mưa rào. Chúng tôi vừa chuyển đến ngôi nhà mới của chúng tôi. Nó thực sự mới. À, nó không thực sự mới, nhưng nó có vẻ mới đối với chúng tôi. À, căn nhà cũ của chúng tôi quá nhỏ từ khi mẹ có em bé. Vì vậy chúng tôi đã mua một ngôi nhà ngay trên phố. Địa chỉ chúng tôi đã thay đổi từ 123 Sycamore đến 137 Sycamore. Vấn đề là tất cả những người hàng xóm nói rằng là ngôi nhà mới bị ma ám. Tất cả bạn bè của tôi đã chê chọc tôi khi họ phát hiện rằng chúng tôi đang chuyển nhà. Và tôi để lời nói của họ ngoài tai. Đúng rồi, để lời nói của họ từ tai này qua tai khác, đúng không? Nghĩa là không để vào đầu ấy. Yes. Bất nhiên tôi ngồi thẳng dậy trên giường. Có gì đó đang di chuyển bên ngoài cửa sổ của tôi. Nằm sớm trở lại, đầu tôi
bắt đầu hình dung ra những thứ bóng mờ di chuyển dài qua bức tường của tôi. Tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên một ánh sáng chiếu vào cửa sổ của tôi và chiếc đèn ngủ của tôi và bị went out. Và bật tắt. Tắt rồi, went out là tắt. Và phát ra một âm thanh morning chào. Một âm thanh lớn ạ. No, có nhớ morning là gì không nhỉ? Moon là gì? Moon là tiếng kêu, tiếng than đúng không? Một âm thanh than từ ngoài cửa của mình. Tôi nhảy ra khỏi giường, xò chân và đôi dép lông xù ấm áp và nằm lấy lại gậy bóng chày của mình. Dù đó là gì à, dù nó là gì đi nữa, dù nó là gì đi nữa, ừ. À, nó sẽ không làm tôi sợ hãi một lần nữa. Với tay nắm cửa bắt tôi vớ lấy tay nắm cửa và bắt đầu mở nó. Bù, anh trai lớn của tôi, Our friend. Hét lên, anh ta đang đứng trong trong gì ta? The hall. Trong sảnh. Anh đứng trong sảnh với một cái cây gậy dài có gắn một chiếc đèn lồng ở phía đuôi. Ở phía cuối. Anh ta đang đeo kính đen và một chiếc áo khoác dài màu đen đi mưa. Một cái mưa dài màu đen. Very good. Did I scare you? Anh làm em sợ à? Anh ấy nói. Đứng lên với chiếc. Tôi đứng lên. To my full height. Tôi đứng thẳng, tôi đứng lên đúng không nhỉ? Thẳng lên. Dạ. Không, tất nhiên là không. Tôi chỉ định vào bếp lấy một cốc nước. Cả hai chúng tôi bật cười và lăn lộn trên chiếc thảm. Ngoài hành lang. Đúng rồi, hành lang. Nhà mới của chúng tôi. Very good. Rồi. Vậy là bài này thực ra nó không phải là một căn nhà bị ma ám đúng không? Mà chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Very good. Rồi. Có một số từ cô vừa ở gạch chân ở đây là những từ con thắc mắc đúng không? Đây là mình kiểm lại nhé. Ok, went out là gì nhỉ? Ngày nào là vượt qua gì? Vượt qua. Nào, chẳng hạn điện. Cái điện này này. Khi mà nó went out, the light went out nghĩa là cái đèn bị tắt. Ok. Dạ. Went out sẽ là tắt khi mà nói tới ánh sáng. Morning. What about morning? Morning là than. Đúng rồi, morning là tiếng than. Tiếng kêu. Ok, the hall. Cái sảnh ạ. Đúng rồi, cái sảnh and the hallway. The hallway. Hallway là hành lang. Đúng rồi, very good. Okay. Now we will do some exercise.
Before we go to the exercise part, there's some structure in the reading. Move into something. Là chuyển vào một cái gì đó đúng không? Chúng ta đọc trong bài thì chúng ta có thấy là we move into a new house. Là chuyển vào trong một căn nhà mới. Right? Cấu trúc tiếp theo đó là jump out of something, nhảy ra khỏi cái gì. Ok, những cấu trúc này rất là dễ đối với con người đúng không? Vâng, có. We were drawing, very good. Now, let's move to the exercise. Exercise number one. Now, in one ear and out the others. Con nhớ cụm này mình vừa đọc không nhỉ? Do you remember this idiom in the passage? Do you know what it means? In one ear and out the other. The other is in other meaning. I'll put something in and put out. Okay. Do you have the answer? Okay, answer A. S-E-A. Not really pay attention to what being said. What does it mean? Nó có nghĩa là không thực sự chú ý những gì đang được nói. Very good. B. Là use a cotton swab to clean your ears. Dùng tăm bông làm sạch tai. Yeah. And C. Put things. Là đặt những thứ không cần thiết. Really? Now, put things in one ear and pull it out the other. Không biết, không biết. Cái này là bỏ một cái gì đó vào một tai và kéo nó ra từ tai bên kia đúng không? À, xong rồi câu D là đặt một cái gì đó vào và kéo nó ra. Con nghĩ là câu C. Really? Nào, con còn nhớ cái câu này nó ở đâu không nhỉ? Nó ở câu nào trong bài không nhỉ? Có cô. Mình nhìn lại nhé, mình xem lại nhé. Okay, here. In one ear and out the other. Cả câu này. I just let their words go in one ear and out the other. Do you remember what does it mean? Câu này vừa nãy con dịch là gì nhỉ? Con có nhớ không? Là in one ear and out the other. Là cái là có nghĩa là cái gì ta? Để cái lời nói của họ từ tai này qua tai khác. Từ tai này qua tai kia. Vậy nghĩa đen nó là gì nhỉ? À, nghĩa bóng. Đó là nghĩa đen rồi đúng không? Vậy nghĩa bóng nó là gì nhỉ? Có phải là để lời nói của họ từ tay này qua tay khác không? Mình có nghĩa bóng đúng không nào? Dạ. Theo con nghĩa bóng là gì nhỉ? Nào. Bóng nào? All my friends tease me. Là không quan tâm. Yes. Yeah. It's I. Let's see. Vậy đáp án cuối cùng của con là gì? A, B, C, or D? A. Yes, not really pay attention to what being said. Nghĩa là không để tâm cái điều gì được nói, đúng không? Nghĩa là không quan tâm lời ra tiếng vào. Very good. Now, number two.
Why did the kid at school tease the person telling the story? Why did the student ở trường? Trường học người nói với. Now, can you translate the question? What does it mean? Now, please translate the question. Có nghĩa là tại sao những đứa trẻ ở trường trêu chọc à? Yes, người nói cái câu chuyện đó. Đúng rồi, tại sao những đứa trẻ ở trường lại trêu chọc người kể chuyện đúng không? Cái người kể chuyện này là bạn mà có nhà, di chuyển nhà đó. Okay, so your answer is, I've read the answers. They knew the previous owner and he was creepy. Or they were scared of the big windows in the new house. Con nghĩ là C. Really? Yeah. No, C. Let's see. I think it have some. Let me check it out once again. Now, here, all my friends teased me when they found out we were moving, right? So I think the last question have no answer. Okay, because the answer, the real answer here should be the new house was haunted. The neighbor said the new house was haunted. This is the answer, not anything that we have seen here. Oh, okay. So I think there must be some mistake in this question. Why did the kid at school tease the person telling the story? It's not put things in one ear and pull it out the other. This is the last question. The answer from the last question, right? Yeah. You see? There's some mistake. There must be some mistake. Okay. We would skip this one. Go to the third question. Why did the family move? Do you remember why did the family move? Why did the family move? The old house was haunted. Really? Do you need to take a look back to the story? No. The old house was too small once the mom had a baby. I see. Yeah, let's see. Yes, it's C. Because the mom had a baby.
So they have to move because it was too small, right? Now, number four, who was behind the scary noise? Do you remember? What is that scary noises? It's not a ghost. Who was behind the scary noise? The big brother. So, is A, B, or C? C. Let's see, very good. Okay, number. Now, let's play a game. It's also an exercise. And make a choice. Now let's see, what is this game? Oh, you got to take one letter from this letter and put it in here, right? Okay, do you remember the word? Haunted? A. Let's see. Very good. Now, next word. E. E? E here? Yeah. What does it mean? Very good. Tease. Tease. Next one. Oh. Does it mean? Oh. What does it mean? It mean than. Than. Tiếng than. À, than mà kêu đúng không nhỉ? Động từ than kêu. Very good. The next one. Sleep. Slippers. Is what filled it with? Is P. Very good. Slipper. What does it mean? Oops. It mean say. Cái dép lê đúng không nhỉ? Very good. Next one. Then downpour. W. W. Yeah. What does it mean? It mean mưa lớn mưa to. Đúng rồi, mưa lớn mưa to. And the next one. Lantern. Lantern. Very good. It is đèn lồng. Đèn lồng, very good. Oh, that's the end of the lesson today. Okay, now we would do some game for the rest of the time. Okay. Now, let's see what games do we have. Let me stop share for a bit, and I follow you again. Okay. Hey, Chi, how was your family? How was your family? How's your family? How's your family? Is your family good? Like, my family good. Yes? Yeah. Is you living with your dad? Yes. What about your mom? My mom, yeah, live in Hanoi. Still in Hanoi.
So what about the COVID-19 in Ho Chi Minh City now? I haven't read the news at all in like months. I don't know. Can you tell me about the COVID-19 there? I think it's not good. Not good? Why is that? Because, Virginia. Why is that? Người nhiễm là infection. Người nhiễm à? Ờ, người nhiễm là COVID case. A COVID case. Ca đúng không? À, COVID. A day there are many COVID there. Cases. COVID cases in Ho Chi Minh City. Yeah. But I heard that it's not as much as COVID cases in Hanoi. Yeah. Okay, I'm wondering what to give you. Okay, I will share it and let you decide. Okay. Do you want to do with phrasal verb? Do you know what is phrasal verb? No, I don't know. No, you haven't learned about it, okay? Phrasal verb là gì? Verbs. Phrasal verb là những cái từ mà có một động từ này và có một giới từ, nó tạo thành một cái động từ khác luôn ý. Chẳng hạn như cái từ went out ấy, con nhớ từ went out không? Từ went là đi đúng không? Nhưng mà went out thì lại là tắt đèn. Đó. Let's see some others. We do perfect tense already. Falling clouds. What about past tense? Let's do past tense. Okay. Okay, I do it. Past tense. Past tense là thì gì nhỉ? Thời. Thời quá khứ. Past. Past là quá khứ, đúng không? Quá khứ gì ạ? Quá khứ bình thường. Quá khứ. Có các quá khứ luôn. Quá khứ đơn này. Quá khứ. À, quá khứ tiếp diễn này. Đó. Nào. Let's do it. Nào bây giờ con sẽ dùng chức năng điều khiển nhé. Điều khiển từ xa nhé. Remote control. Là gì ạ? Con sẽ điều khiển máy tính của cô luôn ý. Để con chơi luôn ý. Đó. Nên làm đi. Yes. Read, create, sleep, slaves. Very good. Ask, smile. Very good. Very good.
quá khứ của câu. Very good. Nào, con sắp xếp, con sắp xếp chữ. Sắp xếp. Uh-huh. À. Yes. Collapse, sập đổ. Collapse. Thing. Maybe stung. Stung, very good. Hug. Ah, hug. Thêm ED đúng không? Dạ. Very good. No, put. Put. Turn. She felt. Right. Very good. Ok, rồi. Thôi mình làm nốt cái này hay nhá. Mày này có vẻ dễ quá nhỉ? How. How. How quá khứ của how, đúng rồi. My. How. Okay, very good. Rồi, để cô xem nào. Okay, được rồi. Ủa.
Quá khứ phải là how đúng không? Rồi, ok, let's stop. Let's stop. Sao cô không lên đây xem được nhỉ? Thôi, stop. Can she stop now? Remote control, stop remote control. Very good. Rồi, lần sau cô sẽ cho Khánh Chi làm những bài cao hơn một chút nhé. Bài này hơi dễ rồi đúng không? Dạ, yeah, cô. Ok. Rồi, Khánh Chi, con có trường con có bắt phải thi IOL? Trường con có thi IOL? Dạ không cô. Thế à? Cô thấy trường ở quanh đây các bạn thi IOL nhiều lắm. Làm cái gì ạ? Không biết thi IOL nhỉ? IOL ngày xưa các cô cũng thi ấy. Nó cũng là các trò chơi, nó cũng là ôn tập tiếng Anh ấy. Ôn tập tiếng Anh qua các trò chơi. Và nó có thi trường, thi tỉnh, thi huyện. Đó. À, nhưng mà chắc là trường con không tham gia. Ok. Rồi. Thế thì chúng ta đến đây, giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thế thì hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ ba. Vậy thì trước thứ năm là con hãy nộp cho cô bài tập về nhà nhá. Dạ ok con. Bài tập về family member nhá. Ok. Okay, so see you Thursday. Have a good night. See you. See you. Bye-bye.